Ngày 23 tháng 2, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2024. Theo đó, thực hiện quyết định số 166 ngày 31 tháng 1 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì việc chi trả lương hưu sẽ bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. Tuy nhiên, do ngày 2 tháng 3 nhằm thứ bảy nên Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể lại cho người thụ hưởng về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng này. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi trả bằng hình thức tiền mặt cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 25 tháng 3. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng vào ngày 2 tháng 3. Đối với người có tài khoản nhận lương hưu tại các ngân hàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank thì Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng trong ngày 4 tháng 3 thứ hai, do các ngân hàng này không làm việc vào thứ bảy.